Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh NDA. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với nền tảng BitGet. Hôm nay chúng ta có một chương trình drop khá hấp dẫn. Chương trình drop hôm nay sẽ có pool tài thưởng là 1 triệu token BGB coi sàn của nền tảng BitGet. BGB hiện nay đang có mặt ở trên nền tảng BitGet và được list với mức giá là 0,186 đô cho một token, mức giá khá là ổn luôn đúng không em? Như vậy là pool tài thưởng của dự án ngày hôm nay thì nó sẽ là 186.000 đô la, một cái pool tài thưởng không hề nhỏ. Và tham gia chiến lúc hôm nay thì nếu anh em chưa có tài khoản BitGet, các bạn đăng ký theo link phần phía dưới phần mô tả video. Sau khi đã có tài khoản rồi thì các bạn sẽ tiến hành ấn vào nút tham gia ngay. Đấy, chúng ta sẽ nhớ ấn nút tham gia ngay cho mình nhé. Rồi, bây giờ thì phổ biến nội quy của cái chiến trường Europe nha. Chiếc chiếc Aerobe nội dung như sau: sẽ có 1 triệu BGB được phát ra, giới thiệu người dùng để có thể chiến thắng. Ở đây thì chúng ta có thể đọc nhanh cái bài này đi sau. Ở đây mình sẽ chuyển sang tiếng Việt. Nó còn chưa kịp dịch tiếng thì mình đã set rồi. Thì nội dung như sau: trong khoảng thời gian từ lúc 18 cộng 7 là mấy giờ nhỉ? Để mình xem. 6 giờ chiều UTC cộng 8, như vậy là nó bắt đầu từ lúc 17 giờ giờ Việt Nam anh em nhé. UTC mà UTC cộng 8 thì Việt Nam là UTC cộng 7. Đấy. Thì như tôi Việt Nam là 17 giờ. Đến ngày lúc 17 giờ ngày 24 tháng 10 thì chúng ta sẽ có một trình alo, đó là trong thời gian diễn ra chiến dịch mời bạn bè đăng ký thông qua mã mời liên kết giới thiệu. Cả bạn và người bạn mà bạn mời đều giành được giải thưởng là 50 BGB mỗi người. Mỗi người giới thiệu có thể kiếm được 1.000 BGB tối đa. Ngoài ra thì trong cái sự kiện này thì đối với những người hoàn thành giao dịch đầu tiên không dưới 500 đô la, họ có thể kiếm được 100 BGB. Đấy. Thì ở đây thì chúng ta thấy rất đơn giản thôi. Khi anh em đăng ký thông qua mã mời của mình chẳng hạn thì các bạn sẽ là 50 BGB. Đấy. Rồi, nếu nếu anh em cày mà cái giao dịch đầu tiên anh em nhé, cái giao dịch đầu tiên ấy mà cái vô nó không dưới 500 đô la thì anh em sẽ kiếm được 100 BGB. BGB thì chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta nạp vào khoảng 501 đô la vào để giao dịch giao ngay. Cách thứ hai đó là chúng ta sẽ cày ở bên tương thị trường tương lai, chúng ta nạp vào khoảng 100 đô. Sau đó thì chúng ta sẽ cày vô 500 đô, được chưa? Đấy, thì tương lai đều dễ thôi, thị trường tương lai thì như future đấy, như mọi khi anh em cày đòn bẩy lên là xong thôi. Đấy, future thì nói chung là anh em trên kênh chúng ta thì nó gọi là quá quá là rành rồi đúng không ạ? Đấy, bây giờ chúng ta có đem đòn bẩy, ví dụ bên anh em nâng có 7 125x thì anh em chỉ cần đánh 10 đô thôi, 10 đô 10 nhân 125 là có vô 1.000 đô ngay, được chưa? Thì cái phần thưởng ăn 100 BGB rất là đơn giản đúng không ạ? Và sự kiện này thì ai đến trước nhận trước, nên là chúng ta cơ hội các bạn rất là lớn vì kênh chúng ta là một trong nguồn xét đầu tiên. Đấy. Chương trình này thì chỉ hợp đủ người dùng tiếng Anh ngoại trừ châu Phi, Sri Lanka và Việt Nam. Bạn phải nhấp vào nút đăng ký và tham gia chương trình công mới có thể tham gia. Nó lại không cho Việt Nam. Tiếc thế nhỉ? Kèo này thì lại không cho Việt Nam anh em ạ. Cái này thì chỉ cho mấy anh Tây thôi. Nó loại luôn Pakistan, Ấn Độ và Việt Nam luôn. Thôi mình cứ xếp cái sự kiện này, nếu anh em nào mà có cái thông tin ví dụ hộ chiếu nước ngoài chẳng hạn thì các bạn có thể đăng ký nhé. Đấy, khá đáng tiếc, có thể là có một số anh em sẽ đăng ký được, rất là đáng tiếc khi mà nó không hỗ trợ cho người dùng Việt Nam. Đấy, dù sao thì mình vẫn xếp cái sự kiện này, không bỏ qua sự kiện này vì biết đâu anh em trên kênh chúng ta có giải pháp thì sao. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.